Nhiều khi mốc tôi hết tiền tôi giao hàng cho mày luôn, tao không lấy tiền đó. Nó chơi cho vui mà. What the hell? Mình có cái shop đẹp vậy mình phải nổ. Mình phải dụ người ta vô shop đó, để mình show up cái đẳng cấp của mình ra. Trừ khi nó không có tiền nó mới không mua thôi. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Rồi, chào mừng quý chị em đến với chương trình Làm Giàu cùng Duy Nguyễn nha. Đại lý BBT đã trải dài khắp mọi miền đất nước. Để làm được đại lý với BBT thì là duyên là nợ, mà cái chính là phải có tiền đó, và phải có máu nữa. Nó đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi giới tính, nam nữ, trai gái, già trẻ, lớn bé có hết. Thì ngày hôm nay Duy rất vui vẻ ngồi đây chia sẻ về một em trai. Em trai có một cơ duyên không hề biết trước, anh cũng chưa biết này nữa. Như hai thằng đại lý ở kia thì anh biết đúng không, còn em trai này anh chưa biết nó. Ở ngoài Đà Nẵng nó lặn lội khăn gối Sài Gòn tìm gặp idol để thực hiện ước mơ. Thấy một cái câu chuyện nó như bài thơ chưa mấy em? Và bây giờ giấc mơ của em đó thành sự thật. Em ấy đã vẽ ra một giấc mơ về một business nhỏ của mình, đó là Đà Nà Xích. Đà Nà Xích nha mấy em. Thì khi mà làm thương hiệu cho cái em Đà Nà Xích này á, thì cũng có rất là nhiều cái trăn trở, chúc anh chia sẻ sau. Thì bây giờ anh nói về cái cá nhân của anh cảm nhận về cái em trai này. Cái em trai này nó cũng khá giống anh xưa, nhìn khá giống, cũng thư sinh nho nhã, nó mặt cũng khờ khờ, nó cũng biết lụm đâu ra tiền làm ăn. Cả hiểu cái chuyện đó tới vậy không hỏi nha, lụm biết lụm đâu ra mấy trăm củ làm ăn đó. Nhưng mà ở em trai này khi mà vô gặp anh á, có một cái chia sẻ thật lòng, anh đừng úp hình em lên mạng nha, sếp em nó biết úp em luôn á. Điều đó nói lên gì, thằng này đang làm gì nè, xong nó nghe anh tuyển đại lý thích đó, xong nó chuẩn bị nó bật quiz ngã rẽ cuộc đời mấy em. Xin chào các bạn, mình là chủ cửa hàng Đà Nà Shop, đại lý thương hiệu BBT ở Đà Nẵng. Thì được trở thành một trong những đại lý của công ty BBT là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao của mình. Đà Nà Shop sẽ đại diện công ty BBT mang đến những thực phẩm bổ sung đẳng cấp, chất lượng và dịch vụ vô cùng tốt đến với khách hàng của mình. Được sự hậu thuẫn vững chắc của công ty BBT, Đà Nà Shop sẽ cố gắng trở thành top 1 thị trường shop ở thành phố Đà Nẵng. Từ làm công qua làm chủ. Cái nó nói với anh á là em tâm đắc nhất cái câu của anh Duy Nguyễn lúc anh Duy Nguyễn mở phòng. Hỏi câu gì? Nó là cái câu đó là ngày xưa em nói là giờ em đi làm công á, một tháng kiếm 20 triệu thì bây giờ đi làm chủ cũng kiếm tháng 20 triệu ngon hơn. Ngon là được cái chủ, chứ ngon cái được cái trải nghiệm kinh nghiệm. Nên từ đó em có một cái ngã rẽ. Đó, nó tính dữ lắm mày, nó tính hồi giờ á là em set up cái shop em là khoảng 20 ngày thì em canh 20 ngày nếu nghỉ là vừa. Cậu tính vậy đó. Và em đó bây giờ là chủ của shop Đà Nà Súp ở ngoài Đà Nẵng. Thì cái câu chuyện giữa em này đến với anh đó, nó không có quen biết thỉ gì á. Đó cũng quen biết thỉ gì luôn á. Nó vậy là gì, là không phải là gì quan hệ nha. Thí dụ như ở ngoài Nghệ An á thì mình có coi thể là quan hệ chút đỉnh. Đó, tại vì em Nghệ An thì biết lâu rồi, anh cũng ủng hộ thêm miếng. Còn em này thì anh chưa biết. Đó. Nhưng mà đến với đây xuống tiền tạo một ngã rẽ, và bây giờ kết quả ngoài đó cũng đang vật lộn với dịch. Tình hình chung mấy em, thằng nào cũng vậy thôi, tình hình chung thôi. Ví dụ như bình thường bán ngày 20-30 triệu chỉ ngon rồi ba, muốn gì nữa. Ngày 20-30 triệu chơi ít lắc đầu thằng quỷ má. Ngày 20-30 triệu bây giờ mà cứ tính đi, ngày 20-30 triệu á thì tháng nhiêu, cứ cho ngày 20 tháng 600 lại 20% là nhiêu, 120 đúng không? 120 trừ 1 bằng 20, trừ cơm ăn vợ nấu 30 nữa còn lời nhiêu, 50 đưa cho mày. 120 trừ 1 bằng 20, trừ cơm ăn vợ nấu 30 nữa còn lời nhiêu, 50. Còn thằng nào mà không có cơm ăn vợ nấu thì mặt bằng rẻ hơn thì điêu lại. Trời ơi trời, vậy thôi. Nhưng mà giờ dịch mấy em làm gì được. Nó hỏi dịch giờ tháng thì ngày thì nói chung khổ lắm. 5-10 triệu ngày
cái nó 5-10 triệu thì giờ mình vô mình deal với ông chủ đi. Chủ nhà xuống giá chủ nhà. Hả? Tại vì sao? Anh có thông tin những cái đại gia bán lẻ gửi đơn cho chủ nhà xuống giá 50% rồi đó. Đó, mà thôi không đi đặt vấn đề nữa, nói về vấn đề đà nà. Tại sao đặt đà nà? Tại vì đơn giản đà nà là đà nẵng. Đà nẵng kêu nó thường quá. Mình đặt thương hiệu phải che né chữ đà nà. Giống như cô đô. Đó, đó là cách đặt thương hiệu bí quyết số 1 nha. Đặt thương hiệu. Bí quyết số 1 là đặt thương hiệu. Dùng cái cách nói trớ trớ ra. Đừng nói thẳng, nói xéo xéo, nói xuyên xuyên, nói xỏ xỏ. Nha. Đà nà. Đọc đà nà là thấy mẹ luôn đó nha ba. Quan trọng là cách đọc nữa men. Khi mà chúng ta phát âm cái thương hiệu của mình ra, đà nà sức. Đà nà. Đà nà sức. Không có đọc đà nà nha. Đà nà đọc kỳ lắm. Thì bây giờ anh nhìn trên logo của đà nà đi. Anh thấy có những cái màu sau đây là những màu chủ đạo mà anh cố tình anh bắt nó không cho nó sửa. Nó thật sự anh đặt cái này là anh có tham vọng sau này anh làm những việc khác nữa. Mình đặt một thương hiệu mình có phải có tham vọng nhiều lắm em. Chứ không đơn giản là cái thương hiệu, chỉ đặt cái thương hiệu. Đặt cu tí, cu tèo, cu te gì đó là thôi rồi. Đó, em nhìn cái màu cam. Màu cam ý nghĩa gì? Sự phát triển, sự năng động, tuổi trẻ phải màu cam. Không màu khác, đỏ sốc lắm. Đỏ cũng có ý nghĩa của đỏ nhưng mà đỏ sốc lắm em. Nhớ là màu cam thôi. Mình chơi màu đừng có sốc quá. Yes. Đúng không? Nhiều khi màu đỏ nó kỵ màu vàng. Nó rất là cũng như hai màu nó sốc quá, trắng nó kỵ đen. Đúng không? Đỏ kỵ vàng mà trắng kỵ đen, mấy em đồng ý không? Trắng với đen là không được, trắng thì phải chuyển qua thành màu xám trắng trắng sữa. Màu đen chuyển qua màu xám bao đẹp. Đây là bí quyết số 1 nha. Số 2. Số 2 là màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây ý nghĩa nói gì? Nó là cái sự natural, mấy em nhớ, tất cả thương hiệu của Như Nguyễn đều đa phần có màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây là màu natural, ý nó là súp chất lượng cao. Đúng không? Màu xanh là màu natural, màu đó là màu không có đột biến gen. Đó, còn mấy cái màu tầm bậy tầm bạ là nó đột biến gen rồi. Còn màu xanh là cái màu natural, màu tự nhiên. Màu của sự sống, màu của năm xanh em phải xanh hy vọng, xanh sự sống. Xanh xanh của khát vọng sống. Đó. Rồi tới màu biển, biển Đà Nẵng phải biển ba ơi. Biển trời Đà Nẵng đẹp lắm mấy ơi. Do đó là Đà Nẵng súp. Đó xin giải thích ý nghĩa của chữ Đà Nẵng súp. Còn cái tất nhiên cái chữ A là cái họa tiết làm cho nó khác ba chữ còn lại thôi. Không ý nghĩa gì hết. Đó mình làm cái họa tiết cho nó khác ba chữ còn lại. Nhưng mà mấy em biết là anh thích nhất cái Đà Nẵng súp là chỗ nào không? Nope. Nó làm cái shop đẹp em. Thằng này làm cái shop đẹp á. Anh không tin rằng nó tuổi trẻ mà làm được cái shop như vậy. Anh nói thiệt, mày giỏi tao hồi xưa tao thiết kế phòng việc ra gần thấy gớm. Biết nào hình cũ không chứ thiệt, thấy gớm. Mà bây giờ dưới một cái đội media team hùng hậu, nó support cho em Đà Nẵng súp để làm cái shop đẹp. Đó, cái shop đẹp. Nhưng mà chỉ có cái điểm trừ, mấy em biết điểm trừ gì không? Má nó thiệt, nó thuê cái thằng bản hiệu đúng cô chuối luôn. Nó thuê thằng bản hiệu đúng cùi chuối luôn. Trời đất rất là mẹ ơi, cái bản hiệu đó cái đẹp nhất. Ông thức ông phải. Bây giờ mày làm tao vậy nè. Khung sắt mặt alu chữ Mika. Không trượt phát nào. Không có nghe đâu ba, không biết bản hiệu tư vấn cái gì đó. Nó chơi nó cán tôn kẽm. Má tôn mà còn tôn kẽm nữa, nó không thẳng ông ơi. Nó bị gãy bụp gì nè, lên bản hiệu nó hơi xấu. Đó cũng là một điểm trừ nha, một điểm trừ cho cái shop này. Nhưng mà ở cái shop này nó có nhiều điểm cộng lắm. Thứ nhất là đẹp, bạn vô nhìn coi. Riêng cái hệ thống shop, cái hệ thống store, shop của BBT ở Đà Nẵng á, nhìn nó khang trang, nhìn nó đẹp. Nói chung là ở cái lứa này, ở cái đợt đại lý thương hiệu này nó làm bài bản hơn đại lý thương hiệu thằng Minh Lâm nhiều. Cái thằng Minh Lâm mà cái thằng nó đi trước á, mà thằng đó lắm nó đầu tư trời ơi ông nội ơi sạch sạc quá ba. Nói thiệt nhiều khi nói nó sợ nó giận chứ. Hôm nay nó mới cây cú nó qua Bình Thạnh nó làm cái mới kìa, Minh Lâm nó qua Bình Thạnh nó làm cái mới, nó chuẩn bị 12 khai trương. Nó đang dịch đó ông nội. Cách ly xã hội đó ông đi khai trương đi. À. Không biết cái mới nào khá hay cũ chưa chứ. Nói chung thằng Minh Lâm có một cái là nó cũng chịu khó tìm tòi, nó chịu khó học hỏi. Mà thấy không, rõ ràng nó tìm tòi nó học hỏi mà. Photoshop tự nó làm đó. Nhìn là biết tự nó làm rồi chứ không phải nó mướn rồi. Nên kem trai này á, bây giờ về mở cái shop hoành tráng ở số 170B hay gì đó, Phan Đăng Lưu. Ở đâu ta? Ở cái gì mà chỗ gì có gần Novotel á.
hồi đó anh ngon ngoài đó, ở gần chỗ Novotel cũng khá là trung tâm đó. Nên cái shop của em này rất ở trung tâm nha mấy em. Shop ở trung tâm, shop đẹp, phục vụ luôn nhiệt tình, có cộng tác viên nữa. Có hai bạn đệ em nó ra ngoài đó làm cộng tác viên ngoài đó luôn rồi. Có những thằng làm đệ anh mà nó xin anh 5 năm anh chưa nhận nữa em. Hết lót, hết chỗ, vô cộng tác viên gặp Quy Bảo nó khó quá. Cộng tác viên gặp Quy Bảo khó quá, nó đạp văng hết rồi. Má Quy Bảo nó chơi test cộng tác viên đúng ác luôn. Nó ra ba con thơ nó kêu đi vào chỗ trống. Đó, sao thấy tôi rồi, sao thấy ai rồi, tôi cũng yêu, cũng biết tương tư, cũng nhớ nhiều. Ba chấm câu tiếp theo là gì cho bạn, nó 30 giây. Thằng kia mới theo dõi con nằm không biết rồi. Nó nói thôi, phải vô gì chứ vô gặp thằng Quy Bảo là gãy à. Bây giờ ông má phải vô mấy thằng đại lý thương hiệu á, nó tuyển nó dễ hơn. Đó, nên có rất nhiều đại anh nó vô nó hỗ trợ cái đà sấp này. Mạng đà nà sấp này giờ á là buôn bán, là có một cái hình rất thích, đó là hướng tới đối tượng cuộc sống, hướng tới đối tượng cuộc sống, anh thích trong này đó. Tại vì á gym phục vụ cuộc sống, em đi đúng lý tưởng của BBT là tự nhiên em được BBT búp mana. Này nó chơi cho vui thôi nha, nhiều khi mốt rồi hết tiền tao giao hàng cho mày luôn, tao lấy tiền á. Nó chơi cho vui mà. What the hell? À, nhưng mà cũng có một cái để cho tụi em phấn đấu, đúng không? Cũng có một cái để cho tụi em phấn đấu. Vậy thì tụi em muốn được BBT support thì BBT luôn theo dõi tụi em, luôn lắng nghe, luôn nhìn nhận những cái việc mà tụi em làm, những cái chiến tích mà tụi em có được, hay là những cái đầu lâu mà tụi em mang về. Cái đầu lâu nào mà có giá trị thương mại mà đạt nó chạm vào cái cung bậc cảm xúc của anh Duy Nguyễn là tự nhiên Nguyễn thích. Bởi vì cái shop nào thứ nhất đó mà bán online nhiều quá là thấy không mến rồi đó. What? Tại sao? Đi lên chợn dành ăn quá mà. Mà dành ăn nhiều quá hồi chém lộn. Đó là nguyên tắc, đúng không? Đó, nên cái shop nào á bán offline nhiều anh thích. Tại vì sao? Tại vì mấy em làm cái shop đẹp như vậy mà mấy em đi bán online, mấy em có phí không? Có phí của trời không? Mình có cái shop đẹp vậy mình phải nổ. Mình phải dụ người ta vô shop đó, để mình show up cái đẳng cấp của mình ra. Trừ khi nó không có tiền nó mới không mua thôi. Chứ tự nhiên mấy đứa mà nó nhà mướn, đúng không? Nó không có kho, nó hàng hóa nó bỏ trong cái mền của nó đó. Nó đi bán online, mình đi lên online mình gặm chung tụi nó, nhìn nó hạ đẳng mấy em. Đương nhiên online là vẫn phải bán, đúng không? Nhưng mà thị trường chính nó là offline, và thị trường chính là gym phục vụ cuộc sống. Cái đó là cái chiến lược mà anh cảm thấy anh thích ở cái em trai này. Thôi nói dài nói dở, tới shop ủng hộ nha mấy em. Hôm nay anh làm video là anh giới thiệu nó về cái mặt là ở Đà Nẵng, một cái thành phố trực thuộc trung ương, thành phố lớn nhất của miền Trung. Nó thành phố có một lượng gymer cũng tương đối khá, nhưng mà kiến thức về súp thì tự rất là yếu, Đà Nẵng súp yếu lắm. Nó nên tụi em mới là người khai phá, tụi em là người đi đầu tiên, thì những cái mảnh đất màu mỡ và những cái lứa thu hoạch đầu tiên thì sẽ là của các em. Và Đà Nẵng súp là một trong hai đại lý thương hiệu của BBT ở ngoài Đà Nẵng. Hiện tại BBT không nhận đại lý thương hiệu ngoài Đà Nẵng nữa, mà chỉ nhận đại lý cấp 2 thôi. Đại lý cấp 2 là đại lý không được bán sỉ mà chỉ bán lẻ. Đó là đại lý cấp 2. Mà đại lý cấp 2 thì nói chung kiếm ăn cũng ngon lắm. Liên hệ một trong hai đại lý thương hiệu của BBT. Tất nhiên BBT kiểm soát chất lượng. Yes. Làm ăn mua bán thì với đại lý thương hiệu thôi, nhưng mà BBT nó kiểm soát chất lượng, không có em bán bậy chết. Nha, đối với anh làm ăn là hai quality, chất lượng nó quan trọng. Nó không có giỡn được. Còn đại lý số 2 nằm ở trong Đặng Dung. Trong Đặng Dung tên là SH Shop. Tại chủ thích xe SH đặt SH. Còn câu chuyện phía sau đó thì mời các em ngày mai theo dõi video, ok? Bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Đi xây dựng đời dreamer đích thực, bằng sức mạnh đôi bàn tay nguyện huy, đầy oai phong ôm trọn cả núi sông, ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa, địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai, hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung. Khi bên ta em xứng danh mỹ nữ, ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên.